Xin chào tất cả các bạn thân yêu. Sáng nay á, mình đi chợ. Mua sầu riêng nè, mua khoai, mua chuối. Chuối thì có hai loại, chuối xiêm với lại chuối sáp. Nói về bữa nay mình nấu canh dừa hay gọi là canh kiểm á. Ủa mẹ ơi, đọt hết rồi nãy giờ. Rồi có bí nữa. Tiền em mình á thì đang lọc chuối nè, sắc chuối nè. Mình làm chuối, mình bình thường thì nấu khoảng chuối xiêm chín là được rồi, mà bữa nay mình đi chợ mình thấy chuối sáp ngon quá, mua chuối sáp về nấu luôn. Chuối sáp á, nó có cái màu đen như vậy chứ không phải nó hư đâu. Chuối sáp thì ăn dẻo dữ lắm, dẻo luôn mà ngon nữa. Nhà mình mít bữa hổm còn, cho nên là mình lọc mít nè. Bữa nay mình nấu canh kiểm thì có mít, sầu riêng, chuối xiêm hay là chuối sứ á, rồi chuối sáp, rồi khoai Đà Lạt với lại bí đỏ, bí rợ. Đây nè, chuối xiêm á, thì mình lấy chuối xiêm chín tới á. Chín tới có nghĩa là mình ăn hết chát rồi là được rồi. Còn chuối sáp á, thì mình nấu sẵn chuối sáp chín rồi mình đem mình luộc. Mình luộc rồi mình lấy vỏ ra. Mất bữa hổm mẹ mình còn để tủ lạnh. Giờ lọc mít nè, bỏ vô nè. Mít một chút nữa sắc ra làm tư nha Tiền. Bí đỏ và khoai Đà Lạt nè. Còn bên đây là sầu riêng, mít, chuối xiêm, chuối sáp. Rồi, nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Bây giờ còn thiếu nước cốt dừa và nước của trái dừa xiêm. Nấu canh dừa thì mình nấu bằng nước dừa nó mới ngon. Mà mẹ mình nói nước dừa xiêm nó nhỏ quá, nó ít nước quá. Mẹ mình quyết định là lấy cái trái dừa nè, dừa ta á. Trái dừa hôm bữa đốn cái dừa còn á. Rồi mẹ mình lấy cái nước của mấy cái này vì nó nhiều nước hơn để nấu canh. Nãy giờ mẹ mình chặt trái này là trái thứ hai á. Đây. Nước dừa mẹ mình để bắt lên bếp rồi nấu cho chờ nước dừa nó sôi lên. Còn cái nồi đất kế bên là nồi cơm. Nước dừa sôi mẹ. Giờ mẹ để chuối vô. Nó cần dừa chuối. Khoai. Để chuối vô tức hả? Chuối với khoai bỏ vô trước nè.
chờ cho sôi lên thế mẹ. Để châm lửa chưa. Bây giờ mặt tính hơn. Bây giờ để vô chút xíu muối vô nồi canh. Để thêm muỗng đường nữa đi. Chứ cái hậu nước dừa thì nó hơi chua. Nè. Ông vừa nghe người ta cưa cây nó đây, nó cưa heo nè. Mẹ giờ để sầu riêng với mít vô được rồi mẹ. Giờ mẹ mình sẽ để nước cốt dừa vô trong nồi. Chờ sôi là nhắc xuống được rồi. Cái này có cần phải có đậu phộng không mẹ? Có người để em, mình không có để. Tiền miếng cơm. Rồi rớt miếng cơm ra ngoài luôn rồi. Yến con ăn cơm nãy, ăn cơm mày đi học ấy. Chiều có học nó phải không? Đây là canh dừa, còn gọi là canh kiểm. Thì đây là tép nè, tép gan. Rồi mời các bạn nha, mẹ ăn cơm mẹ. Ơi. Ông không vậy? Nói chuyện nó đi kìa. Cười nó. Hồi con Vi kìa. Đi đâu tổng không con?
Con có chăn canh không Yến? Không. Sao Yến bếp ngon? Bé mầm, bé mầm. Chuyện té nha con. Giờ mình sẽ ăn. Ai chén mình đây. Có đủ loại hết. Chuối xiêm nè, mình ăn cái xiêm trước nha. Ăn thơm ít. Ủa thơm thật ghê. Viên thấm nhựa hôm bây giờ luôn á. Này là thằng Viên nè. Nãy dặm dai nhưng mà cũng còn sót lại. Ngon quá. Còn cục này là bí. Bí rợ. Khoai Đà Lạt có thì ăn vừa dẻo, vừa có bột mà vừa ngọt nữa. Con lấy tép thì ăn đi. Cô Khánh chỉ ăn canh dừa không thì được, chứ ăn trộn chung với cơm ăn được. Đây á là chuối sáp nè. Đây. Chuối sáp thì vừa dẻo. Dẻo dữ lắm, dẻo luôn. Vừa bùi mà vừa ngọt nữa. Cũng lâu lắm à. Mẹ mình mới nấu lại cái món này cho ở nhà ăn. Con mất hoa rồi. Mẹ mình nấu canh kiểm lần này á có để sầu riêng vô cho nên nó thơm dữ lắm. Nấu cái bà nội con nấu cái này hình như có bỏ hành phải không? Dạ không, cũng có. Cũng có hả? Dạ, cũng có chan dạ. Bỏ gừng hả mẹ? Mẹ nói có người bỏ thêm gừng sắc lát vô nữa. Nói gì? Ăn thử một tép mẹ làm thử. Đúng rồi. Canh dừa này nè, ăn với tép gan.
với cơm. Mình thì mình chán canh dừa, ăn cơm không có được, cho nên ăn không vậy á. Chiều nay con có học nữa không? Dạ có. Heo nhìn miệng hả? Ừ, chứ xin miếng hiền. Hồi sáng hôm qua thắt tóc cân ý nè, quà tiền. Ừ. Hôm qua giỏi ghê không? Nãy con ăn. Nãy con làm mấy chén vậy? Hai ba chén gì không nhớ hả? Ý ăn giỏi chứ bộ. Video clip của mình tới đây cũng đã hết rồi. Khánh cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh của Khánh. Nếu các bạn thấy thích á thì nhớ like và share cho Khánh nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.